Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Xuân Dương khơi dậy tiềm năng của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm đến nay, ngành thuế và các địa phương của huyện Sơn Dương đang nỗ lực triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm đảm bảo thực hiện đạt dự toán thu ngân sách tỉnh giao năm 2024. Nhờ đẩy mạnh thực hiện hóa đơn điện tử, kết nối dữ liệu, thu thuế thương mại điện tử, nên trong 6 tháng đầu năm nay, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Sơn Dương ước thực hiện đạt gần 198 tỷ đồng, bằng gần 51% dự toán tỉnh giao. Để hoàn thành cao nhất mức dự toán năm 2024 là 388 tỷ đồng, các cơ quan đơn vị, địa phương trong huyện đang đẩy mạnh các biện pháp thu ngân sách, đồng thời nâng cao chất lượng công tác phân tích, đánh giá, dự báo và xác định nguyên nhân tác động làm tăng, giảm nguồn thu, từ đó đề ra giải pháp thu có hiệu quả, đảm bảo thực hiện dự toán thu ngân sách hàng tháng, hàng quý được giao. Thời điểm này, huyện Sơn Dương đang tập trung thực hiện trồng rừng sau khai thác để đảm bảo diện tích. Năm nay, toàn huyện Sơn Dương có kế hoạch trồng mới 1.835 ha rừng tập trung. Để công tác trồng rừng đạt hiệu quả, ngay từ đầu năm, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn rà soát diện tích đất trống, đồi trọc, diện tích rừng đến tuổi khai thác để yêu cầu các chủ rừng đẩy nhanh việc khai thác và tiến hành trồng lại. Đồng thời, thực hiện quản lý chặt chẽ chất lượng, nguồn gốc cây giống lâm nghiệp tại từng vườn ươm để đảm bảo cung ứng đủ, kịp thời cho người dân. Chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân kỹ thuật trồng rừng. Tính đến cuối tháng 6 này, toàn huyện đã trồng mới được hơn 1.669 ha rừng, bằng 91% kế hoạch. Hơn 2.200 thí sinh tại 6 điểm thi của huyện Sơn Dương đã hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Nhìn lại 2 ngày thi 27 và 28 tháng 6, tại tất cả 6 điểm thi trên địa bàn huyện, kỷ luật phòng thi được duy trì nghiêm túc, không có hiện tượng vi phạm quy chế thi, đảm bảo tính nghiêm túc của kỳ thi. Cho đến thời điểm này, chưa ghi nhận hiện tượng tiêu cực, gian lận nào trong kỳ thi. Theo các thí sinh, đề thi năm nay tương đối sát với chương trình phổ thông, có sự phân loại rất cao đối với học sinh lấy điểm xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông và xét tuyển cao đẳng đại học. Theo đánh giá nhanh của ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang, các điểm thi ở huyện Sơn Dương, kỳ thi này đã được tổ chức thành công, an toàn, nghiêm túc, đáp ứng các mục tiêu đề ra. Theo đánh giá mới đây nhất của Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương, trong 6 tháng đầu năm nay, giá trị sản xuất công nghiệp của địa phương đã có sự tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm ngoái, với gần 21%. Giá nguyên vật liệu không ổn định hồi cuối năm ngoái và đầu năm nay, khiến một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp này đã không đạt được như kỳ vọng. Tuy nhiên, những tháng gần đây, tình hình sản xuất của doanh nghiệp đã phần nào có sự khởi sắc hơn. Ngay từ đầu năm là chúng tôi đã đánh giá là một năm mà cái thị trường, đặc biệt thị trường giấy và bột giấy sẽ gặp khó khăn đối với những cái sản phẩm mà nhập khẩu. Cho nên là chúng tôi sẽ đưa ngay tiêu chí đầu là đầu tiên là phải đảm bảo chất lượng để cạnh tranh được với những cái sản phẩm trên toàn quốc cũng như là ở thế giới. 6 tháng đầu năm, giá trị sản xuất công nghiệp của huyện Sơn Dương ước thực hiện được 4.070 tỷ đồng, bằng 49,8% kế hoạch và tăng gần 21% so với cùng kỳ năm trước. Những kết quả đạt được về sản xuất công nghiệp trong nửa đầu của năm sẽ tạo động lực quan trọng để tiếp tục tăng trưởng trong thời gian tới, góp phần gia tăng giá trị trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, những tháng cuối năm được dự báo là sẽ vẫn còn khó khăn với các doanh nghiệp. Để vượt khó, hiện các doanh nghiệp đã và đang có nhiều giải pháp bám sát tình hình thực tế để có các phương án linh hoạt sản xuất kinh doanh có hiệu quả nhất. Để mà đảm bảo công ăn việc làm rồi là ổn định cho người lao động mà đặc biệt là người lao động địa phương ấy, thì công ty cũng đã vẫn tiếp tục là trên cái phương châm là đi tìm kiếm để mở rộng thị trường khách hàng, ổn định sản xuất để đảm bảo cái đời sống thu nhập người lao động. Với quyết tâm nỗ lực sản xuất của các doanh nghiệp đã mang lại những cơ hội tốt để người lao động ổn định việc làm và thu nhập, góp phần cùng huyện phấn đấu đạt được mục tiêu đã đề ra về giá trị sản xuất công nghiệp trong quý 3 tới và cả năm nay. Nhằm hiện thực hóa mục tiêu trở thành huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025, hiện Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Sơn Dương đang nỗ lực tập trung phát triển kinh tế, kết hợp với đảm bảo an sinh xã hội, khai thác hiệu quả các nguồn lực thế mạnh của địa phương. Triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo chủ trương của Đảng, Nhà nước và của tỉnh, huyện Sơn Dương phấn đấu về đích nông thôn mới vào cuối năm 2025. Với quan điểm xây dựng nông thôn mới chỉ có điểm đầu nhưng không có điểm kết thúc, huyện hướng đến mục tiêu xây dựng nông thôn mới một cách thiết thực, hiệu quả, phấn đấu có kinh tế phát triển bền vững và mức độ hài lòng của người dân được xem là thước đo chính xác về chương trình này. Cùng với huy động sức dân trong thực hiện các công trình, các địa phương còn tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, khai thác lợi thế để phát triển các mô hình kinh tế,
đảm bảo tiêu chí thu nhập. Theo sự chỉ đạo của các cấp chính quyền là quyết định là xã Đông Thọ năm 2024 sẽ là về đích là lên nông thôn mới. Các hộ dân cũng rất là hưởng ứng và cũng được sự giúp đỡ của nhà nước ấy, xóa nhà tạm này, rồi chuyển đổi nghề thì và hỗ trợ về tất cả mọi mặt về đường giao thông nông thôn cũng là rất là quyết tâm cùng xã Đông Thọ là đến năm hết năm 2024 sẽ là đạt được là nông thôn mới. Thời gian qua, huyện Sơn Dương đã huy động các nguồn lực xây mới, sửa chữa nhà ở cho hàng nghìn hộ nghèo. Nhiều mô hình dự án sản xuất nông lâm nghiệp đa dạng sinh kế được triển khai. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của huyện đạt hơn 53 triệu đồng một người trên năm, tăng 6,75 triệu đồng một người trên năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 11,85%. Đến nay, huyện Sơn Dương đã có 18 xã đạt nông thôn mới, 3 xã nông thôn mới nâng cao. Đây là cơ sở và động lực để địa phương này hoàn thành mục tiêu đạt chuẩn huyện nông thôn mới vào năm 2025. Cùng với đó, các tiêu chí xây dựng thị trấn Sơn Dương đạt chuẩn đô thị văn minh đang triển khai thực hiện theo kế hoạch. Hiện nay thì chúng tôi đã đạt 15 trên 19 tiêu chí, còn 4 tiêu chí là chúng tôi cần phải tiếp tục vận động bà con nhân dân để thực hiện trong từ đấy cuối năm để đạt. Thế tuy nhiên thì chúng tôi đã chủ động, ban thường vụ cũng như là ban chấp hành chúng tôi đã chủ động là họp và chỉ đạo đánh giá từng cái tiêu chí. Trong cái tiêu chí lớn thì có tiêu chí nhỏ chúng tôi đã đánh giá rất là cụ thể. Và hiện nay thì chúng tôi đã về tổng thu đầu người thì chúng tôi đã đạt là 43 trên 45 triệu. Thời gian tới, huyện Sơn Dương tập trung thực hiện các nhiệm vụ đột phá trong phát triển kinh tế xã hội, đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, đô thị, sản xuất công nghiệp, phấn đấu hoàn thành các tiêu chí huyện nông thôn mới vào năm 2025. Những điều chỉnh về giá thu mua, chính sách hỗ trợ trồng mới, trồng lại từ công ty cổ phần mía đường Sơn Dương đang giúp cho nhiều nông dân ở Sơn Dương quay lại với cây mía. Có một thực tế trong nhiều năm liền, thị trường mía đường ảm đạm, nhiều người nông dân đã chuyển sang trồng các loại cây khác. Trước thực trạng đó, nhà máy đường Sơn Dương cùng huyện đang có những chiến lược phù hợp để xây dựng ổn định vùng nguyên liệu, tổ chức liên doanh liên kết với người nông dân. Cái cây mía này thì tôi trồng năm nay được mấy năm, nhưng mà về cái giá cả thu mua thì là từ 2 năm nay là thấy cái giá nó cũng ổn định. Bà con làm mía thì cũng được, mà so với cái cây mía thì là nó hơn những cái cây khác về cái nguồn thu nhập cho bà con chúng tôi làm nông. Còn cái giá mía thì nó ổn định như này thì làm cây mía là nó vẫn cứ thu nhập nó cao hơn tất cả những các cây cây khác. Để ổn định và phát triển diện tích trồng mía, công ty cổ phần mía đường Sơn Dương đã có sự điều chỉnh thu mua mía giá cao hơn, giúp nông dân có thêm thu nhập để họ gắn bó với cây mía. Giá thu mua mía nguyên liệu được nâng lên 1,3 triệu đồng trên một tấn, cũng đã giúp bà con thêm yên tâm gắn bó với cây trồng. Ở nhiều địa phương trong huyện tiếp tục đầu tư hệ thống thủy lợi, hạ tầng giao thông vùng nguyên liệu mía, khuyến khích người dân liên kết với công ty để chuyên canh, thâm canh cây mía. Hiện diện tích vùng nguyên liệu mía của toàn huyện đạt hơn 1.706 ha, bằng gần 134% kế hoạch. Nhờ có chính sách thu mua của nhà máy đường cũng đã có cái cải thiện, thì nhân dân thì bắt đầu đã quay trở lại trồng mía. Ngoài các chính sách ưu đãi thu hút người trồng mía của doanh nghiệp, ngành nông nghiệp của huyện cũng đã phối hợp với các địa phương vận động nông dân trồng mía theo diện tích đã quy hoạch, đẩy mạnh áp dụng cơ giới hóa, cải thiện giống mía, quy trình canh tác và sử dụng phân bón hợp lý nhằm nâng cao năng suất, chất lượng. Để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, huyện Sơn Dương tiếp tục có nhiều giải pháp linh hoạt, phù hợp với từng trường hợp cụ thể và đặc thù của từng địa phương. Nhằm tạo điều kiện cho người nghèo có điểm tựa vươn lên, xã Tân Thanh luôn dành sự quan tâm, hỗ trợ về nhiều mặt cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Từ nhiều nguồn lực như ngân sách nhà nước, vận động xã hội hóa, lồng ghép chương trình xây dựng nông thôn mới và những chương trình phát triển kinh tế xã hội, các chính sách giảm nghèo được thực hiện đồng bộ. Cũng cảm ơn Đảng và Nhà nước đã quan tâm đến người dân chúng tôi, cho chúng tôi vay cái vốn là 30 triệu để chúng tôi về là phát triển con dê. Thì bây giờ thì nói chung ra là không có cái nguồn của nhà nước cho là chúng tôi cũng rất vất vả, bởi vì nó là nông thôn. Thế là được hỗ trợ của nhà nước cho chúng tôi vay này là rất là cảm ơn để cho phát triển cái chăn nuôi. Năm nay, Sơn Dương phấn đấu mức giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều là 5,5% trên năm. Để thực hiện mục tiêu này, thời gian qua các địa phương trong huyện đã triển khai nhiều giải pháp, tạo điều kiện giúp đỡ, hỗ trợ người nghèo chủ động phát huy nội lực,
vươn lên thoát nghèo. Trong đó, tiếp tục thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách hỗ trợ của nhà nước đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo về tín dụng ưu đãi, y tế, giáo dục, dạy nghề, hỗ trợ sinh kế. Thực hiện tốt các chính sách làm đòn bẩy, thúc đẩy việc giảm nghèo, tạo điều kiện để các hộ nghèo, hộ cận nghèo phát triển sản xuất, tăng thu nhập, giảm nghèo bền vững. Thực hiện cái đề án xây dựng nông thôn mới, chuẩn huyện nông thôn mới vào năm 2025, thì Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Nhân Dương trong năm 2024 và những năm tiếp theo sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan phòng ban chuyên môn có liên quan của huyện, thường xuyên thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân các dân tộc trên địa bàn nói chung, đặc biệt đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, để hướng dẫn họ biết cách làm ăn, sử dụng đồng vốn có hiệu quả. Cái thứ hai là Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội sẽ tăng cường tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương, hàng năm sẽ bổ sung cái nguồn vốn của ngân sách của huyện để bổ sung sang Ngân hàng Chính sách Xã hội để cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Với sự nỗ lực của các cơ quan chuyên môn, các địa phương trong huyện đã và đang mang lại sự đổi thay ở khu vực nông thôn. Qua đó, đời sống của nhân dân, nhất là người nghèo, từng bước được nâng lên. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chuyên mục Sơn Dương khơi dậy tiềm năng của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn và xin hẹn gặp lại trong chuyên mục lần sau.